Phật giáo Bảo ra đời với sứ mạng cứu vớt như lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ: ai ra nâng đỡ sơ ngà, ai ra cứu vớt nước nhà lâm nguy, hay nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ, hay đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt dùm cho. Thời kỳ này nhiều quỷ nhiều cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu thế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Hay cũng nhận được trần hoàng là khổ hải, dốc tầm đường phóng giải cho thân tâm, dìu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Hãy đọc qua toàn bộ sám giảng thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ với tâm lòng thiết tha yêu thương nòi giống, yêu thương nhân loại. Chúng ta thấy ở đó những gì cần phải học, cần phải biết, những gì cần cứu vớt. Mà việc trước tiên là tự cứu vớt bản thân chúng ta đang chìm đắm trong hôn mê, trong đường danh nẻo lợi, rồi đến cứu vớt dân tộc đang phân hóa do trào lưu tư tưởng tiến bộ Tây Phương tràn vào xung đột lẫn nhau. Trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, những người tỏ ra yêu nước, thương nòi là bị thực dân kiềm chế hay bất cớ tù đày. Còn đa số được gọi là dân trí thì mãi mê theo danh lợi, lãng quên sự nghiệp tổ tông, chỉ khu dân quê đông đảo nhất, thuần khát giữ được nhiều đức tính dân tộc thì lại dốt nát, sống cơ cực làm chẳng đủ ăn. Không người lãnh đạo, vậy mà suốt dòng lịch sử, khối dân quê này là chủ động cho bao cuộc phục hưng dân tộc bằng cách cung cấp nhân lực, vật lực, tài lực. Vì lý do đó, Phật giáo Hòa Hảo xuất hiện ngay trong lòng nông dân để giác ngộ họ, giúp họ tiến lên, tự giải thoát lấy mình, phóng giải dân tộc rồi góp phần vào việc giải thoát nhân loại. Cho nên, việc đầu tiên phải gây cho họ một lòng tin ở mình, ở dân tộc mình bằng cách phát quả. Cho mọi người một lý tưởng nhân sinh, lý tưởng đó Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo tổng hợp ba luồng tư tưởng lớn là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật, tinh thần nhân ái của Khổng Tử, tinh thần tiêu dao không màng danh lợi của Lão Tử được phô diễn trong lời vàng tiếng ngọc, khi thì như hiệu lệnh, khi thì như nhắn nhủ khuyên răn, khi thì như cảnh báo, được nhìn thấy trong sắp giảng thi văn giáo lý của Ngài. Thức tỉnh nhân sanh đang mờ ám, nên làm thi phú đặng ngâm nga. Đức Quỳnh Giáo Chủ dùng văn thơ đi vào lòng người, cho mọi người thấy cảnh khổ não của sau Việt Nam và toàn nhân chủng, rồi giác ngộ họ tìm đường giải thoát. Đó là chủ trương đại bi và đại giác. Khi có người có giác ngộ rồi, ai nấy đều phải lo làm tròn bổn phận, làm người để tự cứu mình, gia đình mình, quốc gia dân tộc mình, rồi đến nhân loại. Như Ngài Hằng mong biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Đó là chủ trương đại hành và đại đạo. Trong các hạnh thi thiết cứu đời, Ngài nhận thấy chỉ có hạnh vô quý thí là cao quý nhất. Nếu thực hành được sẽ tạo nên nhiều công đức, sớm hội đủ điều kiện trở nên người hiền. Với các hạnh tài thí và pháp thí phải tích lũy công đức lâu ngày, e không đủ thời giờ để thành người hiền vì cơ hoại diệt gần kề. Một cơ hội hiếm có cho người tu hiền ở thời kỳ này lập lấy thân danh trong giai đoạn dân Việt Nam đứng lên hy sinh xương máu, đấu tranh giành độc lập cho đất nước, lập thân danh tuần trải nơi nơi chờ thời đại mới là khôn khéo. Và Ngài đã nhận thấy cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hội này ráng lập thân danh. Chúng ta may mắn được có chư Phật Thánh lâm trần dìu dắt trong cơn giận nước siêu dông, trao cho chúng ta phương tiện để thực hành hạnh vô quý thí. Để thực hiện hạnh vô quý, Ngài đã phương tiện tạo ra về mặt quân sự có bộ đội Nguyễn Trung Trực, về mặt chính trị có Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, vừa tiến công bằng vũ lực, vừa liên kết các phong trào chống Pháp trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của các phong trào chống thực dân khắp thế giới. Đức Quỳnh Giáo Chủ tuyên bố: tôi, một đệ tử trung thành của Đạo Phật, một chiến sĩ trì trí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, sẵn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống. Trích báo quần chúng ngày 14 tháng 11 năm 1944. Ngài tha thiết kêu gọi thanh niên tráng sĩ rường cột của nước nhà hăng hái cùng nhau đứng lên giết giặc giành lại tự do,
hãy noi theo chí hướng của các bậc anh hùng tiền bối, hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn tráng sĩ. Nhìn thời xưa hùng vĩ nước nhà ta, Bắc Nam một dải xa ngà, mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi. Trải qua cũng lắm hồi vẫn bỉ, rồi anh em tráng sĩ đứng lên, liều mình đục pháo xông tên, liều mình giết giặc xây nền tự do. Ngài biểu hiện ý chí chiến sĩ bằng hạnh sống chung với binh sĩ, ngày ngày có mặt trong cơ ngũ, cùng ăn chung, ngủ nghỉ chung với chiến sĩ, không phân biệt cấp bậc tớ thầy. Ngài cũng băng đồng lộ nước, xông pha vào đường tên mũi đạn, không có một cử chỉ nào cách biệt với anh em quân nhân. Trong nhà Phật có từ ngữ thân giáo là lấy tự thân làm gương sáng, mà Đức Huỳnh giáo chủ là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại, nhân dân bá tánh thực hành tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại, và hòa dẫn mình vào vận mệnh của dân tộc. Như Ngài tuyên thuyết: thấy dân thấy nước nghĩ mà đau, quyết rứt cà sa khoác chiến bào, đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước, ngọn cờ độc lập hất phơ cao. Hay tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền ngôn trở gót Phật Đà Nam Mô. Sự tăng trưởng con số tín đồ Phật giáo vào nhanh chóng không phải chỉ ở nội dung giáo lý dễ hiểu, dễ thực hành, mà còn ở tác phong của người truyền giáo, nói là làm đi đôi. Chủ trương cách mạng của Phật giáo vào khắp các mặt ngấm ngầm đề ra, mà dĩ cứu thế muốn dùng văn thơ đi thẳng vào lòng người. Chúng ta thấy Phật giáo Hòa Hảo với chủ trương chấn hưng tôn giáo, cải tiến tâm lý quần chúng, cải thiện xã hội để gây một tin tưởng lớn vào lòng người ở tương lai. Chấn hưng tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo chú trọng đến việc suy đồi của đạo Phật ở trong nước diễn ra trong các chùa chiền hay trong hàng ngũ tăng đồ, mà chúng ta có thể thấy được trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ. Như Ngài thống trách: cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Hay trong sáu tỉnh nhiều điều tà mỹ, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng. Hay là ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyển phước bề ngoài, bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé. Trong dân gian nhiều người đi chùa thì chỉ mơ hồ rằng nếu năng lui tới lễ bái, dân cúng lễ vật tiền bạc thì được phước, ngược lại thì gặp tai ương. Hầu như phần đông không hiểu rằng cốt tượng, chuông mỏ chỉ là hình tướng giúp cho con người để tập trung tư tưởng, mà suy nghĩ về nền giáo lý nhà Phật chỉ để nhắc nhở mọi người khỏi sao lãng việc tu hành. Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Trong việc tu thân sử kỷ, Đức Huỳnh giáo chủ dạy, sự lễ bái không đủ để cho ta tỏ ra là một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ độ giúp các người, mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự của con người, phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tính của mình. Thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Đức Huỳnh giáo chủ cũng khuyên dạy: thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Tu là phải hành, mà hành thì phải công trì bái sám. Vậy chúng ta nên biết lối tu hành nhà Phật buộc người tu xét nét từng sát na, phải giữ cái tâm cho tụ, không để cho tâm duyên ý mã, cũng giống như con bươm bướm chờn dờn bay từ qua nọ đến qua kia. Đức Huỳnh giáo chủ dạy: khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn, dân chớ nên làm vướng làm càn, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Ngài cũng dạy trong một chánh niệm ghi nhớ những sự chân chính, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, danh lợi, cảm tình, quy quyền, phú quý được hằng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi dòng sanh tử. Để thoát chỗ luân hồi bỏ cuộc đời, lầm than quạng quạ, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù hiếm,
ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ đại đất nước gió lửa tạo thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ tan rã. Đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình, tánh điều lý khổ do đó gây nên. Phương pháp hành đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy có hiệu nghiệm là: nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Hay: tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Qua dẫn chứng vài lời khuyên trên đây, chúng ta thấy không có sự mâu thuẫn với hai câu tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Hai câu này đủ để nói lên hết cách mạng về tu hành của Phật giáo Hòa Hảo. Thiết tưởng chúng ta không nên quá dài dòng cho nghe làm giảm cái cô động và bao quát của hai câu gồm 14 chữ này.